Tôi có cảm giác là vẫn là Tết năm ngoái, một Tết nó vẫn chưa qua, mới từ Tết đã đến Tết. Thôi không sao, chúng ta ăn hai cái Tết cho nó bình an, rồi sau đấy chúng ta lấy năng lượng lại, đúng không? Khó khăn thì là cái chuyện của trời ban xuống, thế nhưng cái chuyện xây lại là chuyện của mình. Khi một cái kế hoạch gì đó mà mình không có thực hiện được đúng như cái thời gian mình đã liệu định ấy, thì nó sẽ phát sinh những cái bài toán mới mà mình phải giải quyết. Thế nhưng mà Hành Tuấn luôn luôn tự nói với bản thân và những cộng sự của mình ấy, là hãy đặt nó chung vào trong cái bối cảnh của toàn bộ xã hội ấy, thì mình thấy cái vấn đề của mình còn quá nhỏ so với những khó khăn mà biết bao nhiêu người ngoài kia vẫn phải đang cố gắng để giải quyết. Và vì thế nên là những áp lực nó trở nên tan biến. Cái việc mà rời cái live concert lại sang tháng 2, có nghĩa là sau Tết, thì nó đơn giản là một chuyện nó mình phải làm thôi. Và Hà Anh Tuấn cũng không có nghĩ nhiều về chuyện đó, mà nghĩ nhiều hơn đó, đó là sự an toàn chung của đất nước. 2020 Hà Anh Tuấn có nhiều thời gian để suy ngẫm về âm nhạc của mình. Tuấn muốn như Chu Tuấn Ngọc, là mình sẽ hát ung dung cho đến đến tuổi già. Tuấn nghĩ nhiều hơn về những gì mình vừa đi qua, về bản chất của cuộc sống. Bởi vì rõ ràng là với corona thì mình thấy rằng là mọi việc nó vượt cái tầm với của tất cả chúng ta. Những cái ngày mà chúng ta phải ở trong nhà đó, thì thật ra nó cũng có cái hay. Ban đầu thì mình nghĩ làm thế nào thì mình có thể sống với cái tình hình như thế nhỉ? Vì với một cái chân chân đi như mình ấy, suốt ngày mình bay nhảy, mình thích đi lại, thì tự nhiên phải ngồi một chỗ. Thế mình ngồi nói chuyện với những thành viên trong gia đình thì cũng hay, có nghĩa rằng là phát hiện ra là cái khả năng thích nghi của tất cả chúng ta lớn hơn chúng ta tưởng. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi mình tránh xuất hiện ở những cái nơi mà mình không có cảm thấy thoải mái. Với cái thứ hai là mình không có thấy mình đóng góp được gì nhiều, hoặc là mình không nhận được những cái nguồn cảm hứng để làm những cái việc khác. Thì Tuấn thường tránh mặt, xin phép tránh mặt, vì mình nghĩ rằng là trong cái thời gian đó mình sẽ làm cái việc khác nó tốt hơn. Tuy nhiên là đối với bạn bè ở trong cái ngành hoạt động nghệ thuật thì Tuấn rất nhiều, và mình luôn luôn dạy bản thân mình, mà cái này là cái khó, đó là luôn luôn nhìn ra những cái hay của họ để học, chứ không phải nhìn những cái không hay để tạo khoảng cách. Cái người đầu tiên mà Tuấn luôn luôn chia sẻ là mẹ. Bởi vì mẹ thì ngoài là cái người mà ảnh hưởng nhiều nhất đến tính cách của mình, đến suy nghĩ của mình, thì còn là người quân sư. Từ nhỏ mà mẹ rèn Tuấn học này, dạy Tuấn những bài học về đối nhân xử thế. Khi Tuấn làm một cái việc gì đó tốt thì bà luôn luôn là người khuyến khích và động viên là làm thêm, làm thêm. Và từ nhỏ Tuấn Tuấn thích làm lớp trưởng, đấy là cũng một phần là cái tính lãnh đạo, đó là ảnh hưởng từ mẹ. Tuấn nghĩ rất là nhanh và làm rất nhanh. Có những cái nhanh thì nó không đúng lắm, nhưng sau đấy tự bản thân mình sẽ biết là mình phải lần sau mình cũng sẽ nhanh một cách hợp lý hơn. Cái thứ hai là Tuấn ảnh hưởng bởi một cái bài học của mẹ từ nhỏ lên. Đó là mẹ Tuấn nói là luôn luôn là nghĩ mình giống tất cả mọi người. Không phải là mình nổi tiếng hoặc là mình có cái điều kiện nó khá hơn những người xung quanh, mà mình cho rằng là mình là tầng lớp tinh hoa chẳng hạn. Chả có ai tinh hoa cả, chúng ta đều có cái cuộc sống riêng của mình. Chúng ta đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình và có trách nhiệm với những người xung quanh mình. Và vì vậy nên là từ bé bà đã dạy Tuấn là nếu được thì hãy cứ giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Cái điều biết ơn lớn nhất của Hà Anh Tuấn là được đến với âm nhạc. Vì nếu không có âm nhạc thì đời mình sẽ rất là buồn. Và bây giờ trở thành một người đã đi theo âm nhạc đến gần 15 năm. Nên cái đó là cái duyên. Mình có nhiều cái ấp ủ ở trong con người của mình mà chắc là sẽ tìm cách làm bằng được. Từ bé đến lớn là mình đã là một người ham tiền. Từ bé là cứ nghĩ rằng là đến một ngày nào đấy mình giàu có, mình sẽ có rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà đến khi lớn lên ấy, thì có những cái khoảnh khắc mà mình vẫn có tiền, nhưng mà mình thấy mình buồn quá. Đời mình buồn, mình trống rỗng, mình lạc lối trong chính cái thế giới mà mình đang hoạt động. Thế thì bây giờ phải làm cho cuộc đời mình vui lên chứ, nó sống là phải vui. Và cái vui nhất đó là làm cho những người xung quanh mình vui theo mình. Thì chỉ có cách chia sẻ thôi. Những dự án cộng đồng nó là một điều đến rất là tự nhiên khi mình nghĩ rằng là mình phải biết ơn và phải trả ơn. Mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người trong xã hội này.
và sự thành công của mình là do cộng đồng và xã hội tạo nên nữa, chứ không chỉ có khả năng của mình không. Có thể là do chúng ta một thời gian dài chúng ta chạy theo cái nhu cầu sống vật chất, chạy theo những cái này cái kia mà cầm nắm được, mà chúng ta quên rằng là cái sự hạnh phúc tận cùng của con người nó không phụ thuộc vào bất cứ một cái gì mà cầm nắm được. Nó phải là từ ở trong đây ra. Cái sự hạnh phúc âm ỉ ở trong này mới là hạnh phúc lâu dài. Hạnh phúc mà mình không có cười ra tiếng mà cứ nghĩ về nó, mình cảm thấy là mình muốn sống thêm một ngày mai nữa. Mình không thể là một người hạnh phúc sống giữa những người bất hạnh được. Nếu sau này Tuấn có cái cơ hội Tuấn nói chuyện nhiều với các bạn trẻ, Tuấn muốn thay đổi một chút trong cái suy nghĩ rằng là bây giờ cái cuộc sống về social network nó làm cho chúng ta ai cũng muốn trở thành mình là tâm điểm của sự chú ý. Có thể các bạn vui tức thời thôi, nhưng mà về lâu về dài nó không phải là sự hạnh phúc đâu. Tuấn đang cố gắng theo đuổi một số mục đích khác. Nó không chỉ đơn thuần là những dự án cộng đồng. Mai mốt nó sẽ có những cái ý tưởng, những cái mô hình về business mới, về sáng tạo chẳng hạn. Tuấn luôn luôn tự hào và có một cái niềm kiêu hãnh là người Việt Nam mình là một trong những cái viên ngọc sáng giá nhất trong khu vực. Có nhiều cái hay và quý giá, như đợt đi Hà Giang vừa rồi. Tuấn bảo sao mình ngu ngốc cho đến tận lần vừa rồi mình mới lên Hà Giang. Tuấn ngồi ở cái mỏm núi đá ở trên Đồng Văn với lại hai em bé người Hơ Mông. Hai cậu bé nó đầm xòe, nó ngồi nó nói chuyện. Xong mình cứ nghĩ chả có cái fashion show nào bằng cái hình ảnh hai cái cô bé đang ngồi bên cạnh mình. Nó mặc đẹp lắm, nụ cười đẹp, trời thì lạnh, má thì hồng, nói chuyện dạ thưa lễ phép, ơi là lễ phép. Đấy là văn hóa. Thì bây giờ làm sao mà mình truyền cái này đi, deliver cái mà mình đang trân trọng này đi ra ngoài thế giới biết. Nếu một ngày nào đấy Tuấn vì một chuyện gì đấy không còn những thứ mình đang có trong âm nhạc Việt Nam, Tuấn sẵn sàng rời đi, chỉ mang theo đúng âm nhạc cho mình thôi. Mùa xuân hát trên môi cười, gọi niềm vui đến mỗi ngày. Mùa xuân hát trong tim người, gọi tình yêu mãi ban đầu, gọi tình yêu mãi.